Rồi chào anh em ha, hôm nay mình tiếp tục làm video đi săn nha anh em. Hôm nay mình đi săn với mẫu ná Adam V2 Limited. Khổ hung hôm nay đi săn là khổ hung Adam khổ 12, 19, 120 nha anh em. Bắn 17, hôm nay đi săn với Hậu. Rồi anh em. Rồi hôm nay để anh em đi săn ơi, có con gì không anh em ơi. Rồi anh em cùng theo dõi hết video của mình nha. Gì này gớt đi vậy á, gớt gớt Hậu, gớt Hậu, chạy vô Hậu, chạy đi, tao có quay phim không sao đâu, chạy đi. Chèo đi Hậu, gớt bến này kìa. Hỏi tao vô xin lụm quá. Mày ẩm tao lên tao bắn mày được. Giật cho nó dính vô mình nó luôn. Rồi, hay không mày. Chết rồi. Sao bắn quá. Ở đây có hới đâu bắn qua. Chèo vô đi. Cái đậu xanh nó dính ứ luôn rồi kìa. Đi ra trước kìa má. Bừng vô. Thằng ra trước rồi bắn vô. Dính vô ung mực sao bắn. Ủa nó chạy đâu mày? Nó chạy đâu rồi? Cái trụ đâu có chắc. Đây, dạ ơi, nó trong cái bụi đó. Đúng rồi, mình gặp ăn chân chính mà. Trong cái hội đó. Nè. Bự bự kiếm kiếm đá đá rồi ơi. Bự bự chạy ra. Chớp. Chớp. Chớp ông cô. Cái hội bắt tay luôn nè. Rồi xong luôn. Mất tiêu luôn rồi ba ơi. Rồi, mất tiêu luôn. Rồi, gỡ nó đâu gỡ đi. Gai 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 không phải lại. Thôi bỏ đi mày ơi. Ông cô nội nè, gặp cô ông đi gai 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 gai. Vô dài. Quái đạn thiệt. Từ từ gấp gáp gì. Gớm. 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 Ngay đầu. Đừng câu tao. Ừ có đường vô kìa. Hết chạy, ngay đầu, dắt ngay cho mày chạy đi. Hậu quay chạy không được mà cứ chạy rồi sợ ẩm ha.
đổi vô túi quần đi. Có. Để có mồi nhậu nha anh em. Quá là cấp. Có mồi nhậu rồi. Im không? Được. Tiếp tục. Bay. Gớt. Gớt. Làm hảo. Lượm đi hảo. Rồi dài. Túi bự chưa cưng? Cái túi anh bắn được con gì chưa? Anh được bắn đó trời. Từ sớm giờ anh được con cua vằn nè, không gặp con gì chứ. Trời ơi. Má bắn hồi sình không sao lượm. Lượm đi hảo. Khỏi quần đi hảo. Thôi. Có cầu qua không? Qua cầu chạy xe qua cầu không chịu. Rồi qua cầu lượm. Hai điểm rồi. Nằm như đó đó, chết như đó. Xuống đây hông? Chích ngắt rồi. Chổng đuôi rồi, gặp chưa? Đứng bên sông bắn ghê gớt luôn. Đó rồi hả? Đâu phải hậu phải không? Đó, phải nó đó, nó đó. Tại nãy bển bắn viên nó dính sình. Móc ngay cái đầu nó. Cưng cổ á. Từ từ thôi. Dạ con cu đắc. Sao lên cầu thấy nó rơi xuống. Nãy bên sông bắn qua. Má nãy kêu rồi có bắn nữa sình không? Tình không luôn. Tình không. Rồi bên kia có vũng nước kìa. Họ thấy vô đi. Đó. Không lộn đi anh em. Trời ơi trời. Ngay đầu chỗ đó hậu không gớt một bên đó xuống rồi ở đó chắc cạn một bên nào hậu đi 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 tao xuống rồi dĩ nha cái đồ trời trời. Ngay đầu cháy rồi. Đúng. Đâu ta? Đúng. Rồi. Má đúng lắm. Đây nè ba. Nó mất theo hướng luôn. Cái gì? Mất theo hướng luôn. Ướt quá cái quần luôn rồi. Chẳng kiếm một vòng đâu đó rồi. Chưa. Đây tao còi mất theo hướng ngay đầu rồi anh hết chạy rồi.
Bỏ con đèn mày ơi, tao ướt quần. Coi camera ơi, tao ướt đâu. Cái gì? Chết trời. Trời ơi, hai gì không chết trời. Rồi mất tiêu luôn anh em ơi. Phải đạn. Bắn ở đây chúng còn đó, chúng còn đó. Hai con không có con nào chơi, chết chân anh em ơi. Từ từ gấp gáp gì gì vậy, bay gớt. Gớm Hảo. Quá im Hảo ơi. Nè, chỗ này mày bước mày đi thẳng không gặp à. Tao ngồi xuống tao ngồi mày đi thẳng không gặp à. Quá đại anh chạy đâu có 20 cây số mới gặp con cu á. Vậy ra cây gốc mè hẳn xuống. Mấy cái cây này cây gì mày? Cây bằng gì kỳ vậy? Cắt bằng. Hiểu rồi. Rồi cô dặn cho anh em ngay đầu luôn. Cái này mà kêu bằng gì? Bằng thể. Làm gì không? Làm kỳ không? Chóc như vô cây rồi. Trời. Dọ. Chạy xe đây con rửa. Còn luôn. Gớt. Gớt. Rồi. Mất tiêu luôn. Bay thì rồi. Chúng nó nặng lắm rồi đó. Xe thường á. Đó, thấy nào. Đảo vào luôn, nó không có bay, đảo vào luôn đi. Chưa à, nó còn sống. Vô tối. Hàng anh em ơi. Có hàng, quá êm, chỗ máu mấy cây. Tiếp tục nha anh em. Phen chết tại chỗ luôn. Chết không? Quẻo luôn. Dây đi quá mạnh luôn. Xi ngọt không? Mày thấy dây đi lật mạnh không? Cái bóp liền. Vô túi nha bầu. Chúng ở đâu nè? Vậy nè, xiên ngọt cỡ này nè. Nổ cái bóc liền. Quá dữ.
trời chợ vô miếng cây trời. Phải đại cô cờ bắn dính bắn trúng miếng cây không trúng cô cờ mà. Cô cờ bắn trúng miếng cây cô đắc bắn trúng chết ngắt luôn. Quái trưởng thiệt. Gớt chỗ dễ ẩm dữ à. Gớt má rồi, xuống má rộm luôn đi. Dịnh vô cây đó, tuột xuống. Mày nước thì tuột xuống. Mày nước tuột xuống mày đá rồi. Thấy nào không? Đi dần nha anh em. Nãy cu cờ dính đó, đó. Nãy bắn cu cờ mà dính cái nhánh cây này mà bắn trúng nhánh cây nó che cái hướng đạn mình lại. Cái gặp cua vàng bắn luôn. Gọi rất vừa thôi anh em. Chưa. Ấm. Ấm anh em ơi. Đâu ngoài. Quá em. Rồi vô túi luôn. Cô dặn nha anh em. Chỗ cổ rồi. Vô túi luôn. Nay đi bắn gì chạy đâu 10 cây số gặp con cô dặn anh em ơi, không có con gì bắn chứ. Tập rồi dạ. Tập chứ. Rồi, đi luôn. Quá đẳng cấp. Bắn vậy mà không chết anh em à. Quái trưởng thì. Quái trưởng anh em ơi. Quái trưởng. Gồm anh em ơi. Rồi ở đâu rồi? Vô gồm không? Chạy vô không? Qua đây nè. Chú cho con siêu con gồm nè. Gớt rồi hao. Kẻ háo chấp háo. Cô ngói nha nè. Cô ngói. Cô ngói nha nè. Tội chết. Dạ, con ăn tường cũng ăn tường nhưng mà tại dạ. Tại ham bắn đi bắn như chứ ăn tường. Thôi mày đừng có mày ăn tường. Mày ăn tường. Mấy con ăn tường. Mày ăn tường con không á. Thấy không? Thì ăn mấy con. Tại mấy mày ăn tường con. Tại mấy mày nói vậy đi, ăn tường con đi. Mấy con này chấm nước tương. Đường ai chạy về đâu chạy vô rồi. Ê còn mày ơi. Gớt hậu ơi. Ê, nó hậu gớm hậu
thời thôi. Đây là kỹ thuật nổi bạn ơi. Từ ngày nè. Đứng móc lên. Bắn mấy chảo rồi. Hầu cho chảo mà biết bắn. Bắn khùng được. Trời ơi, cặp mé xuống rồi muốn đi. Gì không? Nó lượm nữa tiêu hầu. Rất hồi đi hai câu mới quá anh em. Quá em. Cô dặn nha anh em. Ngay cổ anh em ơi. Chuẩn bị lắm ha. Lắm fan ơi. Xéo dưới đó. Khẳng đúng không? Xéo bên tay trái mà. Xà xéo bên tay trái mà. Không đó, qua tay trái nữa, tay xét vô đây nè. Ừ, thẳng thẳng tới. Chém mất tiêu quá. Đậu. Chống gớt. Chết rồi mày, móc được mày ơi. Kêu con chú nhà giống kìa gậm nó nhanh thôi mày ơi. Giật mạnh ra. Kéo ra. Ừ. Hồi tao tới giờ kéo. Cái ống kỳ cục quá. Cái ống gì kỳ cục? Rồi cứu dạng nha anh em. Ủa chưa làm. Rồi cứ dặn nha anh em, cu này hay tơ tơ hay vậy, phải không? Có hợp rồi. Rồi chào anh em ha, giờ đây thành quả đi săn của hai anh em mình sáng giờ đây anh em ơi. Đi săn sáng 9 giờ. Tới giờ mấy giờ này đi? Giờ hả? Coi ai? 4:30. 4:30. Được nhiều con. Được 11 con anh em ơi. 11 con hả? Tết ná nha anh em, bữa nay đi Tết ná mới. Chạy chắc chưa nắng quá trời nắng rồi, chạy đâu không nói dốc rồi, chứ chạy đâu có chục cây số gặp con cua dằn á. Chạy cái rộng đông quá đông, chạy cái chục cây số mới gặp con cua dằn để bắn anh em ạ. Rồi anh em xem video hay thì thấy hay cho mình xin một like một đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em. Rồi ok, tạm biệt anh em nha. Bye anh em.